cà phê nhuộm pin dân nghi ngờ từ năm 2016. Chiều ngày 19 tháng 4, Đại tá Lê Văn Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ mục đích của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan, ngụ xã Đắk Quơ, huyện Đắk Lấp, nhuộm phế phẩm cà phê với than pin, chưa áp dụng biện pháp hình sự. Theo Đại tá Lê Văn Quy, bà Loan mới chỉ khai nhận bán khoảng 3 tấn phế phẩm cà phê cho một người ở tỉnh Bình Phước. Hiện Công an tỉnh Đắk Nông chưa áp dụng biện pháp hình sự nào đối với vợ chồng bà Loan và người làm công. Vụ việc xuất hiện nhiều tình tiết mới, Công an tỉnh đang điều tra, Đại tá Quy nói. Tiếp xúc với phóng viên, một hàng xóm của bà Loan cho biết gia đình bà chuyển về địa phương từ năm 2016, lập doanh nghiệp thu mua nông sản. Gia đình nhà bà Loan thu mua các phế phẩm cà phê, hồ tiêu về phơi đầy ngoài đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, doanh nghiệp này đóng cửa không còn phơi tạp chất như trước. Năm ngoái tôi thấy vợ chồng bà Loan chở từng bao pin về nhưng không biết họ dùng làm gì. Từ năm 2016, nhiều người dân đã nghi ngờ gia đình nhà bà Loan sản xuất hồ tiêu, cà phê giả. Sau đó, có người đã báo cho cơ quan chức năng, người hàng xóm cho biết. Theo một cán bộ công an xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lấp tiếp giáp với xã Đắk Quơ, do quen biết cảnh sát môi trường, nên khoảng tháng 4 năm 2017, ông theo chân lực lượng này tới xã Đắk Quơ nắm tình hình vì có một người báo gia đình nhà bà Loan làm tiêu hoặc cà phê giả. Khi tôi trèo lên tường để quan sát thì một anh công an bảo xuống vì phát hiện nhà bà Loan có nhiều camera theo dõi, sợ bị lộ thì họ đề phòng. Trước đó, năm 2016, có lần tôi thấy gia đình nhà bà Loan chở nhiều bao tải nên có hỏi người hàng xóm của bà. Người này nói vợ chồng nhà bà Loan chở pin vì công an xã này nhớ lại. Kinh doanh để vay tiền ngân hàng. Sáng ngày 19 tháng 4, phóng viên đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Loan và chồng là Nguyễn Xuân Bảo. Cả hai đều phủ nhận việc dùng tạp chất tẩm nhuộm than pin để bán cho người khác chế biến thành cà phê. Bà Loan cho biết bà làm nghề mua tiêu bụi, cà phê bụi, những tạp chất của cà phê và tiêu sau quá trình sàng lọc gồm bụi, đất đá, hạt lép, hạt vỡ. Từ năm 13 tuổi về sàng lọc lại, bán kiếm lời. Cuối năm 2016, bà có đăng ký kinh doanh thu mua nông sản với mục đích vay tiền ngân hàng lấy vốn làm ăn. Theo bà Loan, mấy tháng trước có một phụ nữ hỏi mua chất thải loại của gia đình phơi trước cửa với giá 3.000 đồng trên 1 kg. Sau đó, gia đình bà đã ủ các tạp chất vào một góc kho để chuyển màu đen như chất thải loại trước. Tôi có lấy lại số điện thoại của người phụ nữ này, nhưng sau đó bị mất điện thoại nên giờ không biết bà ta ở đâu, mua làm gì, bà Loan phân trần. Còn theo ông Bảo, ông dùng than pin nhuộm tạp chất cho chuyển thành màu đen. Ông thu gom pin từ các tiệm tạp hóa hết 3 triệu đồng vì nhuộm được khoảng 3 tấn thì bị công an thu giữ. Còn 3 tấn tạp chất mà công an nói đã bán ra thị trường với giá 9 triệu đồng thì chưa được nhuộm. Ông Bảo cũng không có địa chỉ người mua. Trả lời câu hỏi của phóng viên, gia đình không làm gì mờ ám thì tại sao phải gắn tới 6 camera an ninh? Bà Loan giải thích, gia đình đã bị mất trộm và tôi rất quan tâm đến con nên lắp các camera với mục đích bảo vệ an ninh. Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Loan cho biết vợ chồng bà xin công an chiều cùng ngày không đến làm việc. Theo bà Loan, chồng bà mấy ngày trước có uống 200 viên thuốc các loại để tự tử nên bị loét dạ dày, còn bà bị rối loạn tiền đình. Niêm phong hơn 21 tấn nguyên liệu. Ngày 15 tháng 4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang vợ chồng bà Loan và một người làm công đang nhuộm tẩm tạp chất với than pin. Ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Đắk Nông đã tổ chức họp báo về vụ việc này. Theo thông cáo báo chí, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện cơ sở thu mua nông sản của bà Loan dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm tẩm nhuộm đen phế phẩm cà phê. Cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm tẩm nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35 kg pin bị đập dẹp, 192 kg pin lõi, nắp và vỏ pin. Chủ cơ sở nhuộm cà phê bằng pin đã mua 3 triệu đồng tiền pin. Sau nhiều lần quay trở lại, cơ sở nhuộm phế phẩm cà phê bằng pin con ó của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thôn 13, xã Đắk Quơ, huyện Đắk Lấp, Đắk Nông. Chiều 19 tháng 4, phóng viên đã gặp được bà này và chồng. Bà Loan cho biết chỉ vô tình nghĩ ra cách nhuộm phế phẩm cà phê bằng pin. Bà Loan cho biết bà làm nghề mua tiêu bụi, cà phê bụi. Nhưng tạp chất của cà phê và tiêu sau quá trình sàng lọc gồm bụi,
đất đá, hạt lép, hạt vỡ từ năm 13 tuổi, về sàng lọc những hạt cà phê tiêu nhỏ, vỡ về bán kiếm lời. Cuối năm 2016, bà có đăng ký kinh doanh, thu mua nông sản. Việc đăng ký kinh doanh cũng chỉ với mục đích để vay mượn ngân hàng lấy vốn làm ăn, chứ nghề mua các tạp chất này cũng không cần đăng ký kinh doanh làm gì. Do chưa vay được vốn, nên từ Tết đến nay, gia đình bà cũng không mua bán gì, mà toàn bộ là hàng tồn, từ những năm trước. Trước câu hỏi, bà nhuộm các tạp chất với than pin để làm gì, bà Loan trần tình, mấy tháng trước, có một người phụ nữ đi mua tiêu bụi tới. Chỉ vào đống thải loại gia đình, phơi trước cửa hỏi mua, với giá 3.000 đồng kg. Sau đó gia đình đã ủ các tạp chất vào một góc kho, để chuyển màu đen như đống tiêu mà người phụ nữ hỏi mua. Khi ủ được một thời gian, thì bức tường bị sập, lún nền do tưới nước. Trong một lần cầm viên pin, chồng tôi thấy tay bị nhuộm đen, nên mới nghĩ ra cách mua pin về nhuộm tạp chất, cho chuyển thành màu đen, để bán cho người phụ nữ hỏi mua. Cũng theo bà Loan, ông Bảo đã mua hết 3 triệu đồng tiền pin, pin đang mới được mua gom từ các quán tạp hóa trên địa bàn về nhuộm, được khoảng 3 tấn, mà công an đã thu giữ. Người phụ nữ hỏi mua có lấy số điện thoại, nhưng sau đó bị mất điện thoại, nên giờ không biết người này ở đâu. Nếu còn số, tôi sẽ gọi chửi, vì hứa mua mà không tới lấy, để gia đình tôi liên lụy, bà Loan bức xúc. Bà Loan cũng cho biết, vợ chồng bà chưa bán được ký nào, trong số hàng chục tấn phế phẩm cà phê đã bị nhuộm pin. 3 tấn mà công an nói, đã bán ra thị trường, với giá 9 triệu đồng, chưa được nhuộm, tôi bán cho một người phụ nữ, mà tôi không rõ địa chỉ, trần tình. Trước đó, từ ngày 15 đến 17 tháng 4 năm 2018, Phòng Cảnh sát Môi trường BC49, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thôn 13, xã Đắk Cua đã có hành vi dùng dung dịch màu đen hỗn hợp nước với pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê. BC49, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các ban ngành chức năng lập biên bản, niêm phong hơn 21 tấn phế phẩm cà phê nhân nát vụn. Vỏ cà phê đã được ngâm tẩm, nhuộm đen và đóng bao bì. Tại hiện trường, còn có 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin đập dẹp, 129 kg lõi, nắp và vỏ pin. Theo khai nhận của bà Loan, hiện có khoảng 3 tấn phế phẩm này đã được bán cho một người ở tỉnh Bình Phước. Vụ thu phí trâu bò ra đồng gầm cỏ hoàn tiền xin lỗi dân. Lãnh đạo xã Thiệu Dương Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh mời các hộ dân đã phải đóng phí trâu bò được ra đồng gầm cỏ tới xin lỗi và trả lại tiền cho dân. Chiều ngày 19 tháng 4, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi có thông tin báo chí phản ánh, xã Thiệu Dương đã vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin thu phí trâu bò ra đồng gầm cỏ là có thật. Đây là sự việc trái với quy định của pháp luật, chúng tôi cũng đã kiểm tra quy ước đồn điền thì làm gì có khoản thu như vậy. Chúng tôi đã chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh phải mời 19 hộ dân lên họp để xin lỗi và trả lại tiền cho dân chậm nhất trong tuần tới, ông Tuấn khẳng định. Cũng theo ông Tuấn, Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh mới được thành lập vào tháng 12 năm 2017 để chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới sau khi hợp tác xã cũ phải giải thể. Sau khi thành lập, nhiệm vụ của Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh là tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: dẫn nước, bảo vệ hoa màu và khuyến nông, phòng trừ khuyến cáo sâu bệnh. Đây là sự việc đáng tiếc do thời gian hợp tác xã này thành lập đang mới, việc làm trên của hợp tác xã chưa báo cáo chính quyền nên xã không biết, ông Tuấn nói. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, theo phản ánh của người dân xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện nay họ đang rất bức xúc trước việc bị Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh xã Thiệu Dương ép những hộ dân có trâu, bò khi đi chăn thả ngoài đồng phải nộp phí và tiền thế chấp cho hợp tác xã. Cụ thể, hợp tác xã này đưa ra mức thu phí đồng cỏ 100.000 đồng một con trâu bò trên một năm và 300.000 đồng tiền thế chấp việc chăn thả gia súc, gia cầm ra đồng. Cũng theo quy định của hợp tác xã này đưa ra, những hộ có 3 con trâu bò thì mức thu sẽ là 300.000 đồng, từ 3 đến 5 con mức thu là 500.000 đồng, từ 5 đến 10 con mức thu là 1 triệu đồng, từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng.
ngoài thu phí trâu bò ra đồng gặm cỏ mà Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh còn thu cả tiền đặt cọc khi mà những hộ nào trên địa bàn xã mua máy móc phục vụ nông nghiệp, máy cày, máy gặt lúa. Nếu đầu tư máy móc sẽ phải đóng 5 triệu đồng tiền thế chấp và 10% phí đầu sào. Trước sự việc trên, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu các phòng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời nếu phát hiện có sai phạm xử lý nghiêm theo quy định.